hướng dẫn xin visa Pháp du lịch cùng Lữ Hành Việt. Visa du lịch Pháp là loại visa ngắn hạn cho phép nhập cảnh vào Pháp và các nước thuộc khu vực Schengen với mục đích du lịch, tham quan. Trong bài viết này, Lữ Hành Việt sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị giấy tờ và các thủ tục cần thiết, giúp bạn tăng tỷ lệ có thị thực. Điều kiện xin visa Pháp du lịch: có việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo cho chi phí du lịch và sinh hoạt tại Pháp, có mối quan hệ ràng buộc tại Việt Nam như có vợ, chồng, con, cha, mẹ, không có ý định trốn lại hay cư trú lâu dài tại Pháp hay các nước châu Âu khác, chứng minh lịch trình du lịch cụ thể, vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn thể hiện mục đích du lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật, không có án tù, không bị theo dõi, giám sát, cấm di chuyển khỏi địa phương. Hồ sơ xin visa Pháp du lịch: A. Giấy tờ nhân thân, hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, hình thẻ 4-53-5CM, CT07 bản gốc, CT08 bản sao y công chứng, giấy kết hôn, nếu có bản sao y công chứng, căn cước công dân sao y công chứng, khai sinh của đương đơn và con cái, nếu có bản sao y công chứng, tờ khai sinh visa du lịch, hồ sơ chứng minh công việc, nếu là chủ doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, photo công chứng, khai thuế VAT 3 tháng gần nhất, photo đóng một treo và giáp lai công ty, nộp ngân sách nhà nước gần nhất, photo đóng một treo công ty, nếu là nhân viên, hợp đồng lao động, photo công chứng hoặc photo đóng một treo công ty, sao kê tài khoản ngân hàng nhận lương 3 tháng gần nhất, ngày cuối trong sao kê có quá 30 ngày hoặc xác nhận lương tiền mặt xác nhận số dư, đơn xin. Nghỉ phép, thời gian nghỉ phải tương ứng với khoảng thời gian trong đơn xin visa Pháp, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, hình chụp xích viết bản tiếng Anh. Nếu đã nghỉ hưu, chứng nhận trả lương hưu 3 tháng gần nhất, nếu là học sinh, sinh viên, xác nhận của nhà trường, thẻ học sinh, sinh viên, nếu chưa 18 tuổi, tờ tuyên bố đồng ý của cả cha và mẹ, được chính quyền địa phương xác nhận. C. Hồ sơ chứng minh tài sản, xác nhận số dư kèm sổ tiết kiệm, nên có tối thiểu 200 triệu đồng một người, đóng một treo của ngân hàng, giấy tờ sở hữu nhà đất hoặc các tài sản khác, ô tô, cổ phiếu. D. Hồ sơ chuyến đi, lịch trình du lịch, xác nhận đặt khách sạn, xác nhận đặt vé máy bay, bảo hiểm du lịch. Phí xin visa du lịch Pháp: để nộp hồ sơ xin cấp thị thực, bạn phải thanh toán phí chính phủ thu bởi cơ quan lãnh sự quán cho quá trình xét duyệt hồ sơ, phí dịch vụ thu bởi từng con tắc cho quá trình nộp hồ sơ của bạn tại trung tâm. Tóm lại, chi phí xin visa du lịch Pháp theo phí niêm yết của đại sứ quán. Kinh nghiệm xin visa Pháp du lịch: hồ sơ cần được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ, mang theo bản gốc của tất cả hồ sơ để đối chiếu thông tin. Việc này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch cho quá trình xét duyệt du lịch đến một số quốc gia châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore. Trước khi nộp hồ sơ xin du lịch visa Pháp, việc này giúp tăng cường sức mạnh cho hộ chiếu, thể hiện lịch sử du lịch và khả năng tài chính của bạn, tạo ấn tượng tốt với cơ quan lãnh sự.